Ý à, cái lần này hơi to nha các bạn. Cái lần này hơi to nha. Đó. Lần này mới ngon nè. Thì hôm nay mình đi câu cá lăng với câu tôm nha các bạn. Mình câu kết hợp hai thứ để cho nó dính, cái nào mạnh thì mình câu cái đó nha. Ây da, dài quá. Lâu lâu giục con cá lăng lên cái nó hơi bỡ ngỡ. Thì hôm nay mình câu hai thứ, câu tôm với câu cá lăng nha cả nhà. Mình câu cái nào mạnh đó thì mình sẽ câu cái đó. Nãy giờ cũng có tôm dĩa nữa mà, tôm nhỏ nhỏ để mình móc một cái lần thả xuống thủy là như thế nào nha. Hiện tại giờ thì nó cũng có cá lăng điểm điểm như cả nhà. Nhưng mà nó chưa có gộ gì mấy. Nó chỉ hơi thưa. Vẫn có dính á, nhưng mà nó hơi thưa chút xíu. Nó hơi chậm chút. Tại vì nó ra chưa mương, trong mương nó ra chưa mạnh. Đó, dính tôm luôn nha các bạn. Đó, đó, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cũng dữ vậy. Ui, tôm đứt luôn, quá sướng. Quá sướng tay cả nhà ơi. Tôm đứt luôn. Đây nha, đó. Dạ, sao nó kẹp trong này đau cái gì? Mới sướng nha cả nhà. Tại mấy cái mé này thường thường là cá lăng dữ lắm nha. Tại hôm nay mình câu thường thường mấy cái điểm dính hay không là mình sẽ biết liền nha cả nhà. Để mình câu cá lăng ngồi cái nước nó bớt gió lại, bắt đầu mình sẽ câu câu tôm nha. Bây giờ lục bình nó tấp dữ lắm, lục bình luôn. Chỗ nào mình câu tôm được thì mình câu nha cả nhà. À, nó là tôm đeo nó nè, chạy chạy ruột chạy. Mấy chỗ này tôm nhiều con cá nữa. Đó, đeo nữa đó cả nhà. Đây chút xíu này. Đó 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 đó, dính tôm nữa cả nhà ơi. Tôm nữa rồi. Quá sướng cả nhà ơi. Ô ô. Dính tôm không luôn. Và đã.
này càng dính tôm còn đã quá các bạn ơi. Tại ngoài mình có dục cần nó hơi khó đó, mình câu chỗ này câu cá lăng nó dính tôm dính đầm mạnh luôn. À, nữa nè, đeo nữa nè các bạn, thả xuống là đeo liền luôn. Thả xuống là đeo liền, bu liền luôn nè. Hai con tôm cho bá nái luôn. Hai con tôm. Thì tôm dính cái một cái lăng á. Dính tôm này đó nè các bạn ơi. Quá trời luôn, mình nó trôi chả chả. Cho nó ém cái này dữ rồi. Dính tôm bự nữa. Tôm thứ già nữa các bạn ơi. Chờ 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 máy vô gì chờ. Lên coi. Sát bên rồi nè. Trời ơi. Quá đã này nha. Ây da, ây da. Nữa rồi, nữa rồi. Hạ xuống. Quá đã cả nhà. Nó tóc vô đây rồi. Siêu cái trời. Đã dính được ba con tôm đó, thấy ngon lành luôn nha cả nhà. Kẹp cái máu luôn trời. Kẹp tét đường luôn. Cái lăng bây giờ nè. Là dịch cá nha cả nhà. Ở quấn tay luôn. Cái lần nữa cả nhà ơi. Thank you.
rồi này nó khoái luôn các bạn. Có đó là nó gặp quơ ngay chúng nó kẹp liền à. Lụm các bạn ơi. Ấy ấy. Ấy dữ trời, cá lăng bự. Cá lăng to. Quá sướng. Thầy giữ lại. Thầy giữ lại. Quá im. Có thêm cào nữa rồi. Ở đây có nguyên cái gốc cây cho bá nạnh này nha các bạn. Đó 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 đó, dễ nói vậy. Đúng nữa nè. Chà chết rồi chà. Nó vô gốc luôn mà chà. Hết ga luôn các bạn ơi. Hết chống dịch luôn à. Buồn thiệt chứ. Ơi. Đúng là cái gọt luôn mà mình chụp lại không kịp, chạy vô gốc luôn. Thì đó, cá dễ dễ mà. Thì sắp giờ mình mãi mê câu cá lăng nha cả nhà. Giờ mình giấc này thì cũng vừa đúc nước câu tôm nè, để mình câu thứ coi nó chín hay không nè. Thì mình cũng mới bỏ xuống nha cả nhà. Mới bỏ xuống được 4 cành. Cũng thấy dễ dễ đó, nhưng mà không biết cá hay là tôm thì chưa biết nha cả nhà. Cá gì nè các bạn ơi, cá rảnh cá lăng gì nè, nguyên cái vạch. Ồ cá lăng, cá lăng thì cũng đã có đó nha cả nhà. Sáng giờ mình câu cũng dính lơ gơ vậy đó. Nhưng mà có khúc mình quay, có khúc không quay. Nhưng mà sáng giờ câu cá lăng thì dính tôm nhiều hơn. Dễ nữa à. Đây xong rồi nó lại quéo gì.
trơn ngồi. Sớm giờ câu tôm cũng thấy ghĩa trên cả nhà, chắc mình dẹp dài quá. Mai câu cá lăng thì nó lại dính tôm, mà câu tôm thì không thấy nó ghĩa, cũng dính được một hai con nhỏ nhỏ đi nha, chứ không phải là nó không dính luôn. Câu hồi ngâm bây giờ thấy mấy chỗ cũng im quá trời luôn, không thấy nó ghĩa chứ. Bây giờ mình dẹp vỏ cũng đã mới vừa xong nữa nè. Con này chắc tiêu quá, thì sớm câu cá lăng cũng được nhiêu nha. Hai con này sao kỳ quá ta. Câu cá lăng dính được nhiêu tôm đây. Câu tôm lại không dính, cũng có ghĩa ghĩa nữa mà dính tầm nhỏ gì nha các nhà. Nay mai chắc bắt đầu mình đi câu cá lăng một bữa nha, để cho nó như thế nào nha các nhà. Để có cá lăng rồi đó, sớm mình đứt một con khoảng cả ký lô vậy, nó mất gốc. Con nó ngủ quá các bạn, tuyệt nhiên nha các nhà. Các nhà hãy xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha. Hôm nay cái tôm cá tôm thì có đầy đủ nha các nhà, thì vậy cũng được ok nha các nhà. Bắt đầu ngày mai mình sẽ đi đánh cá lăng nữa một ngày thử như thế nào nha. Cả nhà đăng ký xem kênh và ủng hộ mình nha, thì để coi đón xem những video tiếp theo nha, để ngày mai mình sẽ đi câu cá lăng như thế nào các nhà. Cả nhà cùng chờ đón xem nha. Cũng được nhiêu đây nó được một hai cái bụi đó, mình hai cái bụi đó chắc nhiều quá các bạn ơi. Rồi vậy các nhà ơi, nhà nhớ xem kênh để đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi về đây.